Từ hàng ngàn năm nay, trên lục địa Than Tổ Ong, những cánh đồng cỏ, thảo nguyên luôn là chiến trường giữa những kẻ săn mồi và con mồi. Đứng đầu, chuỗi thức ăn không ai khác chính là sư tử. Chúng là những con mèo lớn nhất và mạnh mẽ nhất ở châu Phi. Vì thế, đây là nơi mà chúng yêu thích. Với răng nanh dài 8cm và thần kinh thép cộng với lối sống bầy đàn, chúng là những kẻ đi săn bất khả chiến bại trên chiến trường. Tuy nhiên, săn bắt cũng là một hành động mạo hiểm và người chiến thắng không phải lúc nào cũng như bạn nghĩ, vì đôi khi con mồi cũng phản công lại với sức mạnh kinh hoàng. Săn trâu rừng châu Phi là một trong những trò chơi mạo hiểm đó, nó tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm bậc nhất ở nơi đây. Con trâu đực trưởng thành có thể nặng tới 900kg với chiếc sừng cong vút sắc nhọn và đặc trưng là móng guốc. Chúng được trang bị đầy đủ để đối phó với những loài thú săn mồi. Trâu rừng châu Phi sống thành bầy đàn lớn và dường như chúng sinh ra là lần chúng quyết định tấn công phủ đầu nhằm gây sự bất ngờ tới lũ sư tử. Trong khi đó thì đàn sư tử vẫn đang ngái ngủ. Nhận thấy điều này, trâu đầu đàn bèn nhanh chóng đánh giá tình hình ngay lúc này trên chiến trường. Nhận thấy đàn sư tử đang thiếu đi một số chiến sĩ, chúng phải huy động cả trẻ con lên để nghênh chiến. Và đây là thời cơ để đánh úp đàn sư tử. Đàn sư tử thì cũng đã nhanh chóng để phát hiện ra sự có mặt của đàn trâu. Tuy nhiên đã quá muộn để chúng rút lui. Đây đúng là một sự chủ quan chết người. Dưới sự chỉ đạo của trâu đầu đàn thì những con trâu to khỏe lao đến và chủ động tấn công đầu tiên. Chúng chọn những đối thủ là con non, tuy không xứng tầm nhưng đây lại là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất khi ở trên chiến trường. Nhận thấy lực lượng sư tử đang rất yếu để đánh trả, sư tử mẹ liền nhanh trí đánh lạc hướng đàn trâu. Tuy nhiên, do thiếu cảnh giác và đánh giá sai đối thủ, nên đàn sư tử vẫn phải trả giá và mất đi lợi thế của mình trên chiến trường.